Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay chiều thứ hai, chúc bà con và các bạn mình một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, làm ăn phát tài nha. Sau đây mình mời bà con và các bạn mình giao lưu với nhà vườn chị Thúy Phượng, phôi hoa giấy Mỹ rất là đẹp luôn. Rồi, chào chị. Rồi, mến chào Liên và chào tất cả anh em ha. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho mình nè, mình mới về một cái lô phôi có một cốt tông cao nữa ha. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Cây khá là dài cao. Cây đầu lai mã số 1, cây này mình giao lưu là 800k, mình bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Giá mình báo lên đây là mình đã bao ship toàn quốc luôn rồi. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Cây này hoành của nó là 37 ạ. Cao của nó là hơn 1,5 m nha. Cái này là chắc 1,6 m á. Cây này là cao 1,6 m. Mình bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Giá chỉ có 800k, mình bao ship luôn. Hai cây giống nhau luôn bà con ơi. Lên mã số 2, cây mã số 2 này cũng giá 800k luôn nha. Mình bao ship toàn quốc nha. Cây này thì cao hơn, cây này chắc cao cũng khoảng tầm 1,7 m. Hai cây hoành cổ của nó cũng khá là to. Cái hoành của nó là 36,5 m, tính như 36. Cũng 800k cho mã số 2. Rồi tiếp tục mình lên cái mã số 3. Cái mã số 3 này 350k. Số 3. Cây này là lực nha bà con. Cây này 350k. Cây này chia cành đều. Cho cái mã số 3. Hoành của nó là 31. Tổng cao của nó là 1,06 m. Mã số 3. Tiếp tục mình lên cái mã số 4. Cái mã số 4 này chỉ có 250k. Cây cao dài luôn. Cái mã số 4 này giá chỉ có 250k. Hoành của nó là 31. Tổng cao của nó chắc 1,5 m quá. Thấy nó cũng cao lắm nha anh em. Cái này 1,5 m hơn á. Tiếp tục lên cái mã số 5. Cái mã số 5 này giá chỉ có 250k. Cái mã số 5 này hoành của nó là 28. Tổng cao của nó là 1 m. Tiếp tục lên mã số 6. Tiếp theo mã số 6. Cái mã số 6 này chỉ có 170 nha anh em. Cây hoành đế cũng khá là to ạ. Hoành cổ của nó là 32. Tổng cao của nó là 58. Tiếp tục lên cái mã số 7. Cây số 7 này cây cao dài nha bà con. Cái mã số 7 này giá chỉ có 250k. Còn mình không thích dài, mình thúc ngắn tàn lại bớt một chút. Cây này hoành của nó là 28. Cao của nó chắc 1,7 m quá. Cây này cao lắm luôn, 1,7 m á. Tiếp tục lên mã số 8. Đây. Cây này thì nó hơi quá quái sao? Bye. Ừ đúng rồi. Cái cây này chỉ có 120k. Hoành cổ của nó là 25. Cao của nó là 60. Tiếp tục lên mã số 9. Mã số 9 này chỉ có 250k. Ồ, nó nặng. Cây này chia được 2 tầng nha bà con. Mình có thể mình ghép được 2 chim mâm. Cái hoành của nó là 32. Cái này mình được hạ tàn được luôn ha. Còn mấy thì mình cắt ngắn. Tổng cao của nó 1,16 m. Tiếp tục lên cái mã số 10. Cây này rất là nặng luôn, to. Cái mã số 10 này giá 500k. Cây này hoành của nó là 37. Tổng cao của nó là 90. Tiếp tục lên cái mã 11. Cái mã 11 này giá chỉ có 101. Hoành của nó 22. Tổng cao của nó là 53. Tiếp tục lên cái mã 12. Cái mã 12 này giá chỉ có 101. Hoành của nó là 20. Tổng cao của nó là 66. Tiếp tục lên mã 13. Cái mã 13 này chỉ có 120. Một cây chân dài. Hoành cổ của nó là 21. Trên này còn chi tàn nha. Tổng cao của nó là 1m1. Tiếp tục lên mã 14 chứ, xin lỗi, mã 14. Cái mã 14 này giá chỉ có 180. Hoành của nó là 20. Tổng cao của nó là 65. Tiếp tục lên cái mã 15. Cái mã 15 này giá chỉ có 170. Hoành của nó là 30. Tổng cao của nó là 64. Tiếp tục lên cái mã 16. 16. Cây đẹp quá nha bà con. Đó. Cái mã 16 này giá chỉ có 270. Nhìn về đế rất là khủng. Hoành cổ cũng khá là to. Đo được là 33. Tổng cao của nó là 66. Tiếp tục lên cái mã 17. Cây này bà con về sửa dán trực cũng được, dán bay cũng được luôn. Cái mã 17 này giá chỉ có 100k. Chỉ có 100k cho cái mã 17. Hoành của nó là 17. Tổng cao của nó là 66. Tiếp tục lên cái mã 18. Cái mã 18 này dán bay. Cây này có giá cũng chỉ có 100k. Hoành của nó 21. Tổng cao nó 62. Tiếp tục lên mã 19. Mã 19 này giá cũng chỉ có 130. Hoành của nó là 24. Cao của nó là 61. Tiếp tục lên cái mã 20. Cái mã 20 này thanh lý nha. Giá chỉ có 170 thôi. Tại lý do cái mặt cắt ngay đây nó bị tét nhánh hồi nhỏ nè. Nó có này nhưng mà nó đã liền rồi, không sao hết nha. Cái mã 20 mình đo cái vị trí này là được 30. Tổng cao của nó là 55. Giá chỉ có 170. Nguyên một cái bệ đặc hừ. Cây thanh lý. Có một cái lỗi nhẹ nha bà con. Mã 21. Rễ nhánh khô từ nhỏ. Mã 21 này giá cũng chỉ có 120. Đế cao ha. Dáng cũng hơi lạ. Hoành của nó là 23. Cao 54. Tiếp tục lên cái mã 23. Mã 23 bệ đế đặt luôn ha. Cây này giá chỉ có 150. Mình đo cái hoành cổ vị trí nó ngay đây là nó được 33. Tổng cao của nó là 54. Tiếp tục lên cái mã 24. Cái mã 24 này giá nó cũng chỉ có 101 thôi. Cây này lùng bonsai. Cây lùng bonsai rất là dễ thương luôn ạ. Hoành của nó là 24. Lùng quá, cao chỉ 43. Rồi, tiếp tục lên mã 25. Mã 25 này chỉ có 100k. Cây này được nhiều chi cành nha bà con. Mình ghép nhiều mâm được. Hoành của nó là 21. Trên này còn tổng cao nó là 1 mét. Tiếp tục lên mã 26. Cái mã 26 chân dài này 200k. Đế sổ dài. Đế dài miên man luôn. Vành của nó là 28 rưỡi. Tính 28. Cao của nó là 62. Sổ đế dài của nó là 49. Tiếp tục lên cái mã 27. Cái mã 27 này giá chỉ 200k. Này cao chắc là trên 1m6 rồi. 1m6. Hợp cho bà con mình về ghép phơm cây dù nha bà con. Cao. Cái này nặng luôn. Hoành của nó là 25. Giá chỉ có 200. 200k cho một cây. Tiếp tục lên cái mã 28. Lại một em lùn. Giá chỉ có 130. Hoành của nó là 24. Cao của nó là 50. Đế bàn nha anh em. Tiếp tục lên mã 29. Cái mã 29 này 200k. Cái này hoành cổ của nó là 28. Tổng cao của nó là 80. Giá chỉ có 200. Tiếp tục lên một em. Cây dáng trực đẹp. Cây mã 30. Cây mã 30 này giá chỉ 250. Cây này chi cành quá đẹp bà con ơi, đều. Hoành của nó là 28. Cao của nó là 73. Tiếp tục lên mã 31. Cái mã 31 này giá chỉ 101. Hoành của nó là 23. Cao của nó là 68. Tiếp tục lên cái mã 22. Cái mã 22 này 200. Hoành của nó là 28. Tổng cao của nó là 60. Tiếp tục lên mã 33. Cái mã 33 giá 130. Thon thon lép lép. Thon thon còn lép lép nha. Ừ. Vành cổ nó 33. Cổ sao đế vậy đó. Chân dài miên man luôn. Giá chỉ 130. 57. Cao 57. 33 giá 130. Tiếp tục lên cái mã 34. 34. Cái mã 34 này 250. Gốc lùng lực nhưng mà con đẹp quái xoắn luôn. Đế đẹp chuẩn không cần chỉnh luôn anh em ơi. Hoành của nó là 23. Tổng cao của nó là 53. Tiếp tục lên cái mã 35. Mã 35 một em quái quái ạ. Ai thích quái quái thì bợ em này. Giá chỉ có 180. Giá yêu thương luôn ạ. Cái này không biết là dán đổ hay là dán bay luôn. Cái này nó quái quái. Cây này hoành của nó là 25, cao của nó là 50 nè, dáng quái quái. Tiếp tục lên mã 36. Cái mã 36 này giá chỉ 200k. Cây mới về mới xịt rửa hột nhẹp luôn em ơi, thương nhà vườn ủng hộ à. Cây mã 36 giá 200. Mình cổ vị trí này được 32. Tổng cao của nó là 55. Tiếp tục lên cái mã 37. Trời ơi, để nó chạy. Cái mã 37 này giá cũng chỉ có 120. Hoành của nó là 23. Tổng cao của nó là 56. Tiếp tục lên cái mã 38. Cái mã 38 này chỉ có 100. Hoành của nó là 21. Cao của nó là 60. Tiếp tục lên mã 39. Mã 39 này giá cũng chỉ có 130. Hoành của nó là 26. Cao của nó là 58. Tiếp tục lên mã 40. Mã 40 này lắc quái nha anh em. Cây lắc quái. Cây này 250. Quá đẹp luôn. Mã 40. Hoành của nó là 26. Cao của nó là 52. Tiếp tục lên mã 41. Cái mã 41 này chỉ có 120. Hoành của nó là 22. Cao của nó là 57. Tiếp tục lên cái mã 42. Cái mã 42 này giá cũng chỉ có 130. Cái này lùng lực. Hoành của nó là 25. Tổng cao của nó là 46. Tiếp tục lên mã 43. 43 rồi cho em 44 luôn chuẩn bị. Mã 43 này lùng chỉ 120. Lùng ổng luôn nè, cái tội lùng nè. Cây lùng bonsai. Hoành của nó là 28. Cao của nó là 42. Tiếp tục lên mã 44. Mã 44 này chỉ có 100. Cây này nó trồng cái dây giác nó chùm lên quá trời, cái màu nó như dây giác. Hoành của nó là 23. Cao của nó là 71. Lên cái mã 45. Cái mã 45 này cũng chỉ có 100. Hoành của nó là 24. Quá lùng. Cao của nó là 44. Cái đó mã 45 rồi phải không? 45 rồi. Tiếp một cặp dễ thương. 46, một cặp combo 2 cây. 46. Cặp này dễ thương 960 thôi anh em ơi. Lùng rất là dễ thương luôn. 960 thôi. 46 cho mã. Cái 46. Mã này là mã 46, 160. Rồi, mình lên một cặp này nữa là một cặp này 150 thôi. 47 2 cây. Mã 47 2 cây 150. Cây cũng đẹp nha con bà con. Hoành chỗ này cũng có khoảng 18 á. Rồi. Rồi tiếp tục lên 3 cây. Cái mã 3 cây này chỉ có 200. 47 48. 48, mã 48 giá chỉ có 200. Rồi tiếp tục lên mã 49 cuối cùng. 49 cuối cùng. Là cái mã lộn xộn này 6 cây 200. Rồi mã chót 1, 2. Cái này cái màu nó sậm vậy là do nơi dây giác nó bò chùm quá phủ nhiều luôn nha anh em, chứ không phải là cái màu nó khô khô. Tại vì nó ở trong rập. Đúng rồi, nó ẩn theo cái màu dây giác á. Rồi mình kết thúc clip ở đây ha. Rồi. Mến chào Liên và chào tất cả anh em, mong anh em tiếp tục ủng hộ nhà vườn mình. Hẹn anh em thứ sau ngày 6 giờ hàng ngày hàng tuần. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em mà đã ủng hộ cho mình ạ. Rồi, bye bye bà con nha. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Rất là cảm ơn bà con ha. Hy vọng bà con sẽ chốt ủng hộ nhà vườn chị Thúy Phượng nữa nha bà con.